Máy Nông nghiệp Hải Sơn xin chào tất cả các bác nhé các bác ơi. Hôm nay em sẽ quay tiếp một em GL337 cho các bác xem tham khảo luôn. Đó. Hiện tại ở xưởng thì đang ít người nên là em không đánh được ra ngoài để quay chi tiết cho các bác được. Thì các bác xem thông cảm cho em nhé. Đây. Quay là tiện là có một bác khách đang hỏi em GL337 này. Muốn quay video trực tiếp luôn thì em sẽ quay luôn cho các bác tham khảo cùng luôn nhé. Đây các bác ơi. Đó. Rất là đẹp luôn. Em này cũng mới về luôn này. Quay ở chỗ này thì nhìn nó kiểu hơi tối một chút. Nó đang là ở dưới xưởng, nó không được đánh ra ngoài nên là hơi bẩn. Đó. Hơi tối nhỉ. Bên này hơi tối hơn bên kia. Các bác xem giúp em nhé. Đấy. Cái phần đầu này em đang đóng nó chưa được chuẩn lắm. Đang bị vênh ra. Đây là động cơ phun bên trong của em GL này nhá các bác ơi. GL 337 luôn. Đó. Động cơ đây. Nét thì nẹt luôn. Ở bên kia các bạn ý đang bảo dưỡng em là 124 để đi hôm nay sẽ giao ngày hôm nay. Hôm nay thợ nhà em cũng khá là bận. Em lại quay qua một lượt cho các bác xem được. Tại vì có một khách đang hỏi muốn mua em này. Muốn em quay chi tiết thì em sẽ quay luôn cho các bác cùng tham khảo nhé. Đó. Tiện quay cho khách. Khách hỏi thì mình sẽ tham khảo luôn đây. Sẽ quay chi tiết cho các bác xem cái phần động cơ. Phần động cơ bao đẹp luôn, chạy thích luôn. Đó. Đây em đang tháo cái phần đầu không đây. Nó đang chưa có ắc quy nên là chưa chạy được ra ngoài. Em đang quay ở bên trong này nó khá là chập luôn ý. Đó. Các bác xem phần cầu đi. Đầu trước đi. Nét cực kỳ luôn. Đó. Quá là sáng luôn. Đẹp lắm. Đầu trước đẹp lắm các bác ơi. Đẹp và nét luôn. Đằng trước này. Cầu này. Cực kỳ khô ráo mà cầu nguyên zin nhá. Bọn em là bao giờ cũng là máy móc là nguyên zin luôn. Không một vết cờ lê mỏ nét nào luôn ấy. Không động chạm, không xoáy xích gì đâu luôn các bác ơi. Máy móc là bao zin luôn. Zin nét luôn các bác này. Em này cũng kiểu như một em GL của em mới quay GL 467 ấy. Các bác ấy cũng sơn cái nước sơn màu xanh này vào đấy. Sơn vào cái la răng này. Cho khỏi bệnh. Các bác thích thì có thể sơn nhá. Đó, nhưng mà đấy nó màu nguyên bản của nó sẽ là màu trắng. Còn đây là các bác ấy đang sơn lại rồi. Đây, cho các bác xem từng cái tem của nó rồi. Em ngoài bên này GL 437 luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Đẹp nét cực kỳ luôn. Đó. Đây. Chi tiết nhất cho các bác xem luôn. Nét cực kỳ luôn. Đó. Nét lắm. Xin đét luôn nhá các bác ơi. Lâu ngày em mới làm được video cho các bác đây. Còn em đợt vừa rồi đang mới đi du lịch về. Nên là bây giờ mới quay lại được công việc đấy các bác ơi. Phần lên xuống của nó này. Đấy, số của nó đây. Số chính. Ghế ngồi nguyên bản này. Đấy, toàn bộ máy móc. Đây nó sẽ có một cái khung nhá. Khung gọi là khung chống lật này. Đang được tháo ra này. Các bác thích thì bọn em có thể lắp lên cho. À, không thích thì tháo ra dễ dàng luôn nhé các bác ơi. Đó. Phần động cơ của nó đây. Trên ngồi, chỗ ngồi này rất là rộng. Rất là thoải mái luôn. ECO 4 tốc độ có số phanh ngược đây. R số phanh ngược này các bác này. Xịn sò luôn, xịn sò con bò luôn. GL thì lúc nào cũng có số phanh ngược rồi. Mình mua máy có số phanh ngược này thì nói chung là làm nó rất là khỏe người ấy các bác ơi. Khỏe người cực kỳ luôn. Đó. Không cần động chân động tay gì có thể cỡ dơm cỡ dạ bình thường luôn. Đó, rất là thích hợp cho các bác nào hay dùng dụng nước, làm dụng nước ấy. Mình hay phải cầy bừa trên cái đồng dụng nước nó hay có dơm dạ mắc vào ấy. Thì mình tháo rất là dễ dàng luôn. Đó. Động hồ này. Hôm nay em nó lại đang ở trong cái ô như thế này.
Thành ra em quay không được kỹ cho lắm. Nhưng phần đuôi đằng sau đây nhé các bác ơi. Đó, đuôi đằng sau của em GL đây. Đó. Không được đẹp cho lắm nhỉ. Nhìn nó rất là khó nhìn. Đây nhưng mà độ bộ phận nói chung là bao đầy đủ luôn. Bao đầy đủ bao nguyên zin từ những cái kiếm này, đến cái răng kiếm, đến cái tăng cầy. Lúc nào cũng là đầy đủ đủ bộ luôn. Thiếu đâu bọn em bù đấy nhé các bác nhé. Máy không hoặc là đầu không, đầu không hoặc là theo máy kèm phanh đầy đủ luôn. Bao giờ bọn em cũng sắp đầy đủ cho các bác luôn, không thiếu một bộ phận nào luôn nhé. Đó, đây quay nó không chuẩn, không được đẹp, góc nó không được đẹp lắm. Thành ra các bác xem hơi chán nhỉ. Đây. Đó, gầm này, gầm này, đó rất là xịn luôn. À em chưa đi xem phần lốp nhỉ. Xem phần lốp cho bác nhé. Phần thông số lốp trước đi. 8-16 nhé các bác ơi. Lốp trước 8-16 này. Đang xem phần lốp sau. Bộ lốp lúc nào cũng nguyên bản theo máy luôn. Lốp sau nào. Chưa nhìn ra. 13.6-24 này các bác này. Đó. Lốp siêu to siêu đỉnh luôn. Em trên 30 mã lực luôn, 33 mã lực, 3 máy. Rồi, cho các bạn nào quan tâm đến em nó. Rồi các bác ơi, hôm nay video thì không có cái tiếng kêu rồi, không có ai đánh máy ra cho các bác xem tham khảo cho nó chi tiết. Các bác xem qua cái khung trước như thế giúp em nhé. Nếu mà các bác thích hoặc là muốn quay chi tiết như thế nào, muốn nổ máy hoặc là muốn quay các bộ phận khác ấy, thì có thể liên hệ trực tiếp bên em hoặc là để lại số điện thoại em sẽ liên hệ lại nhé. Quay video trực tiếp cho các bác xem luôn, test máy trực tiếp trên máy, trên thân của gọi cho bác xem trực tiếp luôn. Đó. Còn hôm nay thì bọn em đang hơi ít người nên là quay nó hơi thiếu tiếng kêu lắm. Rồi em xin kết thúc video tại đây nhé các bác ơi. Xin chào tất cả mọi người ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.